Bây giờ chưa nắng ướt là khác. Mọi người nghỉ ngơi uống nước xong rồi chuẩn bị khánh thành tiếp một cây cầu nữa. Sau đó đi thăm cái gì đó. Chương trình hôm nay vẫn chưa kết thúc. Dạ. Cầu thì xong ra một cái căn nhà hộ, nhà nghèo. Dạ rồi. Nhà rất nghèo. Rất nghèo. Rất nghèo và rất nghèo. Nghèo cỡ nào chú? Tệ già hơn tệ tệ. Tệ già hậu. Nghèo bằng nhà con không? Mai đã làm bằng không làm chết.